Rồi, ok, không linh tinh thuyên thuyên nữa, bây giờ là tiến hành vào cái công đoạn mà trà hồ thôi. Trên này là hồ rất là cao. À, cái chổi này là anh em không nên làm theo nhé. Tại vì đôi lúc là cái chổi này chổi vệ sinh rất chứa rất nhiều cái vi khuẩn. Hello anh em, lại là em Hải Dòng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay đó chính là chủ đề vệ sinh hồ cá. Thì cái hồ này là bên kho 1, hiện tại em đang bên kho 1. Thì cái hồ này là hồ kích thước 1,5 m, rộng 60, cao 68. Thì thường là cái hồ trên và cái hồ dưới này ở bên kho 1 thì nhiều anh em đã xem clip của em rất là nhiều. Thì cũng biết đây là hai cái hồ để mà chứa mấy bé khủng long. Bé khủng long có nghĩa là mấy cái bé mà size bự kích thước khủng ấy, trên 60 khép. Và lý do tại sao là bây giờ lại vệ sinh hồ thì mấy hôm trước thì em cũng có nói là dừng nghỉ Tết và rút hết nước, vệ sinh hồ rút hết nước để dừng hoạt động đó, để ăn Tết một cái Tết nó vui xíu. Ok, nghỉ Tết sớm xíu, nhưng mà hôm nay lại có một cái kèo mà khá là hấp dẫn, mà nó gần như là cũng gọi là bắt buộc. Rồi, nhưng dù sao nếu mà anh có xem clip này em cũng cảm ơn anh rất là nhiều, đã chia lại cho em một siêu phẩm. Và bé siêu phẩm này ngày xưa là em cũng đã từng giao cho anh ấy rồi, là chính bé này nằm ở chính cái hồ này luôn, và em đã giao cho anh ấy. Bé này là đạt cúp giải nhì của Hồng Anh. Cúp nha, đạt cúp giải nhì của Hồng Anh, mà là dòng truyền thống, bối truyền thống, chứ không phải là siêu phẩm hay gì cả, mà bối truyền thống, kích thước khủng, đuôi quạt, nói chung body cân đối cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp luôn mà lại khủng nha. Thì anh ấy vừa mới có nhắn tin là anh có việc bận, Tết năm nay anh có việc nên là anh không thể chăm sóc bé được, nên là em cũng 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 khó xử cho em, thật sự cũng khó xử, là em cũng đang tính về quê ăn Tết đấy, nên là thôi anh đã khó thì mình cũng cố gắng để anh em mình hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thì thu bé về đó, thu bé về thì bây giờ là cái công đoạn mà vệ sinh hồ cá. Thì loay hoay mãi thì để lâu bụi bẩn với lại các thứ muối hột muối ít các thứ nó lên. Bây giờ em chơi cái chiêu gọi là dùng cái này này anh nó hơi dơ xíu, anh em thông cảm, nó hơi dơ xíu, nên là cái chổi quét nhà, chổi vệ sinh, thế ra mình chà qua xíu thôi, xong là mình vệ sinh khét. Quả này là khét này, anh em đừng làm theo em nhé, cái này là em xử lý sạch sẽ rồi, em với nghịch thôi, cái này là cái hình thức gọi là nghịch thôi, chứ nó không có mang tính chất gì hết á, mà đây là cái mang tính chất là nghịch, tấu hài xíu cho với cùng anh em cho nó vui thôi, chứ anh em không nên làm theo này nha. Nó có đồ trà hồ các thứ linh tinh rất đầy đủ luôn, bây giờ phụ kiện dành cho hồ cá thì nó gọi là limited, à quên, gọi là cực kỳ nhiều rồi, nên là anh em không phải lo sử dụng cái vấn đề mấy cái chổi này đâu. Thì bây giờ là vào chùi các kiểu thôi, vệ sinh sạch sẽ, thay nước các thứ để mai đón bé về. Với đặc biệt là gì nhỉ, ngày mai đón bé về thì em sẽ quay clip chi tiết để cho anh em, nếu anh em nào muốn sở hữu bé nha thì sang tay luôn, ok chưa, mềm cực mềm so với cái giá trị hiện tại, và cực mềm so với cái giá trị mà ngày xưa các anh ấy đã sở hữu. Nói chung là bé này là ba đời chủ, ba chủ đó, và loanh quanh là hơn 2 năm, hơn 2 tuổi, nhưng mà đẹp khủng đó, mà toàn là các anh lớn sở hữu nha, đó toàn các anh lớn sở hữu thôi. Ví dụ như anh em nào muốn sở hữu bé đó thì ngày mai em sẽ quay chi tiết cho anh em để cho anh em chiêm ngưỡng, ok chưa ạ. Thì cứ liên hệ cho em Hải để sở hữu bé đó, về đón Tết vẫn kịp đón Tết anh em ạ. Rồi, ok, không linh tinh thuyên thuyên nữa, bây giờ là tiến hành vào cái công đoạn mà trà hồ thôi.
Trên này là hồ rất là cao. Cái chổi này là anh em không nên làm theo nhé, tại vì đôi lúc là cái chổi này chổi vệ sinh rất chứa rất nhiều cái vi khuẩn bám cặn các thứ linh tinh vào không hợp lý. Đối với em nghịch thôi, cái này là tạo ra một cái gì đó cho nó vui vui anh em thôi. Hồ này, hai cái hồ này toàn chứa khủng long. Nếu mà nói về hai bên kho thì là hai bên kho của em ấy thì là mấy chục hồ đấy, nhưng mà nói về kích thước thì hồ này là hồ với hai cái hồ mà chuyên chứa khủng long từ trước, là từ lúc vào nghề bây giờ đấy, bao nhiêu năm trời rồi mà bé nào vào đây là bé khủng long, vào đây là toàn siêu phẩm không, đã to nhưng nó phải là phải đẹp nữa cơ. To nhưng là phải đẹp nữa anh em ạ. Đó, cũng khá ok, đơn giản thôi. Bây giờ trà xong rồi, công đoạn trà xong rồi, nhanh gọn lẹ. Và ngày mai nữa là cái công đoạn mà đón bé về thì cái này hơi xa, chặng đường hơi xa xíu nên em cho trợ lý của em đi đón. Tại vì mai em cũng có công việc nữa nên là không có ở nhà nên là cho trợ lý đi đón. Trợ lý đón về xong là thả vào đây và quay luôn cho anh em chiêm ngưỡng. Anh em nào ưng cứ alo liên hệ cho em nha. Số điện thoại với Zalo là em có để ở dưới. Ok. Thôi, hẹn tất cả anh em vào clip ngày mai. Em sẽ quay chi tiết, review chi tiết cho anh em để anh em chiêm ngưỡng nha. Rồng. Em này rất là đẹp, em này thi được giải nhì của năm 2019 rồi. Em bói you.
cứ từ từ, từ từ thôi. Đang lùa cá và đực. Đấy, là rồi. Hôm nay bắt rất là chuyên nghiệp. Thì nên cúp về luôn nha nha. Dạ. Cúp cho nó cũng có giá trị đấy. Này quá, kéo quá. Con này là size 60 mấy rồi đó. Dạ. Cái này là mình dặn. Rồi, ok. Rồi, ok, dạ. Công đoạn bắt nó xong nha. Dạ, dạ. Rồi, ok anh em. Thì cuối cùng thì bé siêu phẩm đã về. Trời ơi, bự chào bá đang ngâm nước, xử lý nước. Nhưng mà trên chặng đường mà đi về ấy, thì anh trợ lý của em làm vỡ mất cái cúp. Thật sự tiếc ghê luôn ý. Đây, nó bị nứt một đoạn này, nó bị rớt cái này này. Không sao, đó, cái này bị... thì mình gắn keo lại được. Thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng đây, bự chà bá luôn anh em ạ, khủng lắm, khét, đẹp cực kỳ luôn. Ok, thì xíu nữa em thả ra rồi em quay chi tiết cho anh em chiêm ngưỡng ha. Và đây là cái góc quay chi tiết để cho anh em chiêm ngưỡng. Đó, đây là góc quay gần nha. Còn nhìn bên ngoài nó to, nó bự, nó khủng lắm anh em, nó bự chà bá luôn ý. Nên là gì nhỉ? Cái thứ nhất là em muốn quay chi tiết để cho anh em chiêm ngưỡng xem ở mắt môi nó có chuẩn chỉ hay không, râu riếc và tất cả mọi thứ nó có chuẩn hay không. Thì bé này em cam kết luôn là cực kỳ chuẩn, chuẩn từng góc cạnh một. Đó, để mà size lớn, size khủng mà mắt môi râu các thứ mọi thứ nó chuẩn chỉ này thì thật sự là rất là khó nha anh em. Mà không động dao kéo gì nha, không động phẫu thuật gì nha, mà còn zin nguyên nha, thì là rất là khó. Và chủ cũ người ta nuôi rất là kỹ thì mới đạt được cái cảnh giới như thế này. Còn bình thường anh em, những ai đã từng nuôi sai nhỏ rồi thì chắc là hiểu, đúng không ạ? Nuôi nhỏ, lúc nhỏ rất là đẹp đấy, nhưng mà lúc mà lớn lên rồi thì là nó cả một vấn đề và cả một giai đoạn. Chứ nó không phải là đơn giản là nuôi lớn lên là nó đẹp, nó chuẩn chỉ, nó hoàn hảo đâu. Không có đâu, hiếm đấy, không phải dễ đâu. Ok, thì bé này thì size hơn 60. Đó, kích thước khủng, bản cao nha. Và bộ đuôi rất là to, to chà bá luôn. Đầu hơi muỗng nhẹ, mắt môi chuẩn chỉ. Đó, môi cực kỳ khít luôn. Đó, râu thì râu thẳng luôn, râu thẳng tắp luôn. Không có lỗi, không có gãy, không có gì hết đấy. Rất chuẩn mà cực kỳ sung căng. Đó, và cái giá mà em công khai với anh em luôn là 13 củ 5. Đó, 13 củ 5 để anh em sở hữu nhanh gọn luôn, để anh em chơi Tết, kịp chơi Tết. Đó, chứ em em thu rẻ thì chắc chắn là em sẽ để lại cho anh em rẻ và mềm để cho anh em sở hữu. Đó, mấy bé khủng này mà trưng Tết, chơi Tết thì đúng thật sự là hết bài luôn, hết nước chấm luôn anh em ạ. Rồi, nếu anh em muốn rước vàng về nhà, đón bé, rước tài lộc về nhà thì cứ alo cho em Hải nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip tiếp theo. Có những bé khủng nào, bé đẹp nào em săn được thì em đều lên cho anh em để anh em chứng ngưỡng. Có gì liên hệ thẳng trực tiếp với số điện thoại và Zalo em để dưới nha. Bye bye anh em. You help me.